là có củ thôi, chứ củ này chắc chắn là nó không to rồi. Nó sâu. Nói chung ba kích rừng mà đòi to thì không có rồi các bác. Em nói thật đấy. Ba kích rừng mà các bác cứ đòi to một ngón tay cái, ngón chân cái. Thế thôi. Không phải là nó không có đâu, cũng có đấy. Nhưng nó hiếm. Tao kiếm được gốc là một cân, hơn cân đã là hạnh phúc lắm rồi. Đây các bạn. Đấy. Được củ ba kích này. Đây là một miếng màu bé bé này. Đấy, cả một gốc ba kích được từng này các bạn này. Ba kích rừng nó thế. Đào củ xong mình cắm xuống. Mình cắm xuống cái này nhá, sau là nó lại mọc lên bình thường luôn.